Ok, và xin chào tất cả những người anh em trở lại với channel của mình. Thì hôm nay lại là thứ năm và chúng ta lại có được một cái box Legendary mới. Nhưng mà thật tiếc với những anh em nào mùa trước đã từng chơi thì box này là box cũ. Nhưng mà nếu mà những anh em nào mà mới chơi eFootball mùa này này mà là dân chơi nạp coin ấy, thì box này cũng khá là ngon đây. Thì hôm nay mình sẽ quay hộ cho anh em Nhật Linh. Chúng ta lại đến với chuyên mục là Golden Hand, bàn tay vàng trong quạt kép anh em ạ. Ôi, chúng ta anh em Nhật Linh có quả ác 24.000 coin anh em ạ, dã man thật. Và đăng nhập và chúng ta sẽ được nhận hai lượt quay box free. Nói chung là nếu anh em nào update bản 1.1.3 thì họ sẽ cho một lượt, và đăng nhập nó sẽ cho một lượt nữa. Anh em nào mà chưa update bản 1.1.3 thì chúng ta chỉ nhận được một lượt free thôi. Ok, ba cầu thủ này thì cầu thủ nó ngon nhất. Nói chung box này là đáng để anh em xuống xuống tiền đây. Makelele, Roberto Carlos và Morientes, cả ba cầu thủ đều ngon anh em ạ. Rồi, chúng ta phá luôn lượt free đi nhỉ. Phá luôn hai lượt free đi. Để làm gì? Biết đâu lại ra luôn ngay từ đầu. Ôi, rồi. Cái cơ chế quay box mùa này nó hơi lâu nên là clip này nó sẽ hơi dài một chút. Hy vọng là tầm 5.000 coin này ra được anh em ạ. La Liga 5 sao. Ôi. Ui. Oh. Cái gì vậy? Ôi rồi ôi. Ôi. Chuyện gì vậy? Lượt đầu tiên nó lại còn là lượt free nữa cơ. Chắc là không phải mơ anh em ạ, chắc là thật đấy. Không không mơ đâu. Ôi ôi. Golden Hand quả này cháy quá. Bàn tay vàng này là bàn tay vàng thật rồi anh em ạ. Nào lượt thứ hai nào. Chuyện gì thế nhỉ? Ảo thật đấy. Sao lại như thế được? Phải có âm mưu gì chứ. Liga, ui rồi, cũng là Liga nhưng mà Liga này lạ lắm. Từ từ để xem quay màn hình chưa. Quay rồi. Quay rồi. May quá may quá, quay rồi quay rồi. Oh shit. Quay lượt đầu tiên ra luôn. Ui rồi, vậy là hôm nay mình chỉ quay tầm khoảng 5.000 coin thôi anh em ạ. Nếu mà đỏ như này mình nghĩ là 5.000 coin là full box rồi. Còn Makelele với Mudien test thì đơn giản. Ui, sợ thật. 5 sao mình tưởng là ra ông nào nhảy luôn đèn vàng. Ui đùi rồi, lại legend tiếp rồi. À 4 sao à. 4 sao thì vứt đi rồi. Dù Canet cứ phải check xem là đã quay màn hình chưa anh em ạ. Sợ chưa quay lắm. Chưa quay thì đen lắm. Ui man. Xin anh ấy đừng có ra legend nữa, phải để mọi người để bảo em hack. Lại bảo là hack chứ thì chết dở đấy. Tanavia, ông Tanavia này lần nào mình quay cũng xuất hiện vậy. Ui rồi rồi. Đấy anh em nhá, anh em nào mà nhiều coin muốn lên clip. Đấy, quan trọng là phải nhiều coin và muốn lên clip. Cứ inbox cho mình. Lên clip này. Lại còn được ra legend nữa. Không phải gọi là hợp lý, nhất là anh em là Android ấy, mà đi nạp coin với cho những anh em nào mà Android mà hay đi nạp coin ấy mà chuyển về iOS không quay được, không có coin thì cứ inbox cho mình quay hộ luôn cho nha. Ông cứ vậy là uy tín. Ui rồi, đùa thôi. Anh em nào thích cái series Golden Hand này thì cứ like với comment nhiệt tình cho mình nhé, để mình có động lực đi mượn ác để quay clip cho anh em xem tiếp. Nhưng mà hôm nay là hơi đỏ đấy. Hôm nào clip Golden Hand trước quay Rock 3 mười mấy nghìn coin với ra được Rock 3 dã man. Hôm nay nó có dấu hiệu nó 5 sao này, 4 sao tiếp. 11 à, Vinicius à hay là gì đấy. Asensio à, Vinicius số mấy? Asensio số 11, Vinicius số bao nhiêu? Số 10 là bao nhiêu? Mình chả xem, mình chả biết anh em ạ. Makelele. Có Makelele thì ngon. Ơ không ra gì rồi. Giải Đức à, số 5 Milan à. Leverkusen, Bakker. Băng 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 bă
League One nhiều thế. Clip trước cũng toàn League One thôi. Làm thế nhạc ạ. Tinh 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 tinh. Bùm 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 bùm. Ui lại League One. Khó đấy các bạn, bắt đầu thấy mùi đen đen rồi đấy, không đùa được. Không không thể đùa được. Cười người hôm trước hôm sau người cười rồi. Bùm 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 bùm. Trời ơi. Seria. Oloy ạ, phải cả đấy. Bây giờ quay 11 lượt rồi. Và chúng ta được một Legendary Roberto Carlos. Quá ngon nghẻ luôn lượt đầu tiên. Này trong vòng 5.000 coin mà full box thì dã man luôn này, 5 sao. Trời. Khó. Khó đấy. Nào 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 nào, nào. Bóc lần này còn có cả bóc tím anh em ạ, bóc Real Madrid tím. Nó giống kiểu bóc tím ngay mùa trước ấy, nhưng mà mùa này nó gọi là kiểu gì ấy, không phải gọi là tím nữa rồi. Bởi vì nó không phải màu tím nữa nên là bây giờ nó giống bóc tím ngày xưa thôi, các cầu thủ đương đại và được búp thêm chỉ số. Anh em quay bóc đấy cũng được. Nói chung là Konami cái phiên bản này cũng ra khá nhiều những cái sự cái bóc linh tinh cho anh em quay cũng hợp lý. Như mùa trước chúng ta chỉ có Legendary, chúng ta chỉ có Icon với lại bóc tím thôi. Thành ra là hơi ít sự lựa chọn. Mùa này thì nó ra cả Glitting Finisher, xong rồi là mấy ông trộm chó các thứ, nó phân chia ra các bóc khác nhau, khá là hay. À, quay hơi nhiều đấy. Nhưng mà hy vọng clip này chỉ tầm 5.000 coin là full box thôi. Mình cũng chỉ muốn quay tầm 5.000 coin thôi, bởi vì là mùa này cái cơ chế quay bóc nó rất là lâu. Nên là quay tầm 5.000 là clip là đẹp rồi. Quay tầm 5.000 là đẹp. 24.000 coin là chắc phải quay một tiếng hết anh em ạ. Nào quay mười mấy nghìn coin cho anh em Nguyễn Kha, hình như clip trước với anh em Nguyễn Kha đấy quay đấy rồi, 5 sao. Ui giời khó thế, nhảy đúng quả cắt lốt đầu tiên anh em ạ. Gà đẹp bêu bêu, giờ có về Mỹ rồi đấy, bêu giờ có ở Liga nữa đâu, chắc là bản cập nhật version season 3 là nó sẽ kiểu update lại câu lạc bộ nào. Không có cờ luôn, giải Đức rồi, lại Bayer Leverkusen rồi, Adli ạ, Makelele, le, ui rồi, chẳng đấy, vậy, bắt đầu thấy khó khó đấy, 18 lượt rồi khó khó đấy, gần 20 lượt rồi còn gì nữa. Được cái là có 2 lượt free, thành ra là lãi được 2 lượt đấy. Liga cũng là Liga nhưng mà là Super Liga. Gao gao nào 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 nào, mang cái le cho em full box em nghỉ clip nào, nhanh lên nào, đúng rồi 5 sao nào, ui khó rồi đấy. Barca sẽ gì Roberto về đấy, có khi nào hai lượt tới là full box không anh em đoán thử xem. Liga tiếp King League này, King League 3 sao số 23 West Ham rồi, Diop không cần trích anh em nha, mùa này không cần trích chủ gì hết. Mùa này trích chỉ có tốn thời gian thôi. Trích mùa này khó lắm. Ui ui. Ui. Nhìn Liga nhưng mà lại 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 Barca. Miweza, ông nào đấy? Sao trẻ à? Chắc mình là ông ấy, may mắn duy nhất anh em ạ, quay một phát ra luôn. Lượt free. Không biết anh em nào mùa mới này quay được như vậy chưa? 5 sao, ơi rồi khó rồi, số 6 à, Nacho y hay Nacho, quá căng thẳng.
Nào 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 nào. Liga 5 sao. Ui, khó thế. Nãy giờ ra nhiều Liga mà toàn 3 sao thôi. Căng thẳng đây, căng thẳng đây. Clip này mình chỉ định quay tầm 5 đến 7 nghìn coin đây anh em ạ, không quay hết 20 nghìn coin đâu. 5 đến 7 nghìn coin thôi. Bây giờ clip Golden Hand mà quay hết coin thì nó không còn là Golden Hand nữa. Ban đầu là bạn này, anh em Nhật Linh là 24.000 coin. Bây giờ mình quay còn 22.000 coin. Thì mình quay đến tầm 20.000 coin mình nghỉ anh em nhá. Thế nó mới chạy. Biết đâu lại ra hai ông kia nữa thì quá đẹp. Ui ở đây rồi. Ui đây rồi, đen vàng rồi. Ui. Cái ranh giới nó mong manh quá. Vàng với trắng nó mong manh quá anh em ạ. Eder Militao hồi hộp vãi. Cái mùa này được cái nó hiện 5 sao là hồi hộp lắm rồi. À căng thẳng. Liga đúng rồi, 5 sao tiếp. Trời, bóng này nhiều Liga quá. Thành ra là ra Liga nó vẫn không nói lên được cái điều gì, nó phải 5 sao cơ. Dễ ngang đô. Nhiều Liga quá. Nào 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 nào. Liga và 5 sao. Ui cũng là Liga. Liga này thốn quá anh. Liga này thấy mùi sốt sốt coi rồi đấy. 150 coi còn 121. Vậy là chúng ta đã quay được 20 mấy lượt à? Đúng không? 29 lượt à? Gần 30 lượt rồi đấy. Nhưng mà ra được một icon là ngon rồi, ra được một icon là quá tuyệt vời rồi, lại còn ra ngay lượt đầu tiên nên còn căng chay ấy. Bum không có cờ. Bum quay 30 lượt rồi đấy anh em ạ, chúng ta còn quay 20 lượt nữa nhá, quay 20 lượt nữa là ok. Ligao luôn. Nạch 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 nạch. Antonio, trời ạ. Đây lần lượt này skip luôn xem nào. Lần này skip mà ra icon là khóc thét đấy. Rồi không ra icon. Đấy, bây giờ mình cứ hai lượt skip xong một lượt không skip. Ra icon mà skip thì phí lắm anh ạ. Icon này tận hưởng cái khoảnh khắc ngẩng mặt lên. Ui. Không phải icon. Rồi hai lượt skip này, bây giờ đến một lượt không skip. Bing 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 bing. Năm sao. Ôi, đèn vàng. Ui. Số 4, ông Tần nào đây? David Alaba. Ui, cái cách này hay đấy anh em ạ. Hai lượt skip xong rồi một lượt không skip ngon. Skip. Rồi, Ansu Fati của Barca. nhầm. Má nhìn cái gì mà bảo Ansu Fati không biết. Ansu Fati số 10 mà. Ông đấy số 19. Ui, thủ môn. Thủ môn thì không phải icon rồi. Fabianski. Rồi, bây giờ không không skip này. Quay thế nó bị chọi. Ôi bùm. Xin thông báo bây giờ là Legendary. Ui xong rồi. Số 10. Nãy giờ toàn là mấy ông West Ham này. Giờ lại phải skip à? Hai lượt skip à? Skip. Skip. Rồi. Ông này không phải icon. Tốt. Neto của Barca. Cũng là La Liga đấy. Ui không là tốt 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 tốt. Mùa trước ấy nó nhảy nền nền hồng hay là nền trắng mình biết ngay để mình skip luôn. Mùa này nó cứ phải đợi đến cái khoản là mấy sao. Thành ra là skip mà qua mất cái khoảnh khắc đấy nó phí lắm. Nào. Ui. Cái này không được rồi, không ổn rồi. Nhưng mà cứ phải dùng đấy anh em, cứ phải dùng đấy. Bây giờ skip một lần xong rồi quay một lần bình thường. Đó.
Rồi, bây giờ quay một lần bình thường này. Xong rồi lại skip hai lần rồi quay một lần bình thường, tức là xen kẽ, rồi tí lại skip 3 lần. Đấy. Cách này hay đấy anh em ạ. Đấy, cách này hay đấy. Liga. Trời. Rồi lại skip hai lần này. Đừng có vào cái đoạn skip nhá, phí lắm nhá. Rồi, ra ông nào ấy. Môn. Skip này. Từ từ mình nghi quả này ra icon lắm. Ui không, không ra. Nghi nghi cái gì mà nghi. Rồi quả này không skip. Quả này không skip. Hay reset lại ta. Reset lại biết đâu lại ra. Đây rồi đây. Ui. À, Rodrigo. Bây giờ 105 lượt này, vậy là chúng ta quay gần hết 50 lượt rồi đấy. Vậy mà vẫn ra đúng Roberto Carlos thôi. Cũng hơi đen này các bạn. Ra được phát đầu nhưng mà mới phát sóng hơi đen. Không gọi là đỏ được, đỏ được phát đầu thôi. Không được, không không được gọi là đỏ lắm. Mình ghi này, mình ghi quả này ra này. Mình ghi quả này ra này. Ơi, ghi cái gì mà ghi. Ghi này hơi thốn. Nào nào nào, hay là reset. Của môn. Tơ sở te gen. Ơ, tơ ra chưa? À vừa đây là Neto anh, không phải tơ. Giờ mới ra tơ. Anh lên. Nếu mà là con x tua tua đi thì ngon. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Tuyệt vời. Lại đen trắng, lại số 2. Vừa đây số 3, số 4, giờ số 2 ạ. Ông Makelele số mấy? Chắc là số 5 đi. 2, 3, 4 ra rồi, giờ chuẩn bị ra số 5 này. Leo à? À Paulinho. Bây giờ 19.900 coin. Vậy mình sẽ quay cho tầm khoảng 18.000 đi. Quay còn 18.000 là nghỉ anh em nhé. Hoặc là coi còn 19.000 là nghỉ. 9 lượt nữa. Thực ra là cũng vàng đấy ra. Có biết. Này nhá. Vinicius Junior. Có biến đấy, có biến đấy. Cũng gọi là có biến đấy. Mình quay còn 19.000 nghỉ anh em nhá. Bởi vì là quay hết đống này kiểu gì ra icon thôi. Nhưng mà quay hết vậy thì nó không phải là golden. Nào. Ui. Nó không phải là golden hand nữa rồi. Mà nó là kiểu đốt coin rồi. Bây giờ mình quay còn 19.000 thì mình nghỉ 7 lượt nữa anh em nhá. Rồi. Clip cũng dài rồi. Gần 20 phút, ok gần 20 phút là hợp lý. Nào. Chúng ta có được Roberto Carlos. Chúng ta cần có Makelele. Chúng ta cần có Morientet. Ui. Ui. Số 8 à. Zoran Zodan. Ông này nhìn lạ đấy. 6 lượt nữa nha. Anh em hãy tận hưởng 6 lượt này đi. Tận con nhà bà hưởng đi. 6 lượt cuối đi. Ôi không xong rồi. Không ổn rồi, bất ổn rồi. Marchesin. Đào ra hoa, người ta mới gọi là hoa đào. Đào ra bông, người ta mới gọi là bông đào. La Liga 5 sao, đèn vàng. Tuyệt vời. Ui. Mà kê lê lê. Ôi ngon. Hai ông ngon nhất bóng luôn. Hai ông ngon nhất bóc ngày hôm nay. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Chúng ta mất bao nhiêu coin ta?
khoảng 6.000 coin đi, cứ cho là 6.000 coin đi, chưa đến 6.000 coin. Ui, hôm nay đỏ vậy. Rồi còn 400, mình sẽ quay con cho còn 19.000 anh em nhá. Còn 400 nữa coin nữa mình quay là hợp lý. Ôi đừng mà ra nữa nhá. Ui. 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 Không ra thật đấy. Benzema. Benzema. Rồi, 19.300, quay 3 lượt nữa. Ui hôm nay đỏ quá anh em ạ. Sợ 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 thật sợ thật sợ thật sợ thật sợ thật. Sợ quá sợ quá, sợ quá sợ quá. Sợ mình quá thôi. Ui. Đừng vào. Đấy, đừng vào full box nhá. Hai lượt nữa nào. Cố lên, cố lên. Hôm nay quá đỏ đây anh em ạ. Mục tiêu đề ra thì hôm nay nó thừa chỉ tiêu rồi. Quá đỏ luôn. Tinh 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 tinh. Ui giời. Lượt cuối cùng nào. Rất cảm ơn anh em xem đến giờ phút này. Rồi, nếu mà thấy thích series như này thì đừng quên để lại cho mình một like nhá. Để mình làm động lực. Ở đi mượn ác các kiểu cho anh em xem. Thôi chúng ta cùng đến với lượt cuối cùng. Ten ten và đừng quên đăng ký kênh nữa. Lượt cuối cùng của clip ngày hôm nay. Chúng ta còn 19.000 coin nhưng mà thôi quay làm gì nữa. Đằng nào chả ra Morientes. Hai ông ngon nhất bóc đều đã ra rồi. Ôi, lượt này nó không đáng cái gì luôn anh em ạ. Ôi rồi. Ôi, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Ngày mai sẽ là clip Golden à nhập. Sẽ là clip review về Carlos hoặc là về Makelele mùa này. Mình rất muốn review lại những cầu thủ này xem mùa này nó có meta game nó bị thay đổi nhiều không. Nó có hợp với meta game hay không. Anh em nào mà có 212 trong này này thì cứ nhắn tin về fanpage của mình mượn mình làm clip review nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.